Xin chào tất cả anh em, chào tất cả quý khách. Hôm nay em xin giới thiệu với anh em một cái dòng máy Panasonic trong cái chuỗi series Ultrabook của Panasonic. Em nhá nhá chứ nè. Đấy. Thì cái model này là model Panasonic CF-MX3 của Nhật. Tem Nhật, đèn vàng, thông tin Nhật ha. Anh em cứ lên Google gõ thông tin là ra sẽ được cái máy, biết được thông tin của toàn bộ cái máy. Tốt nhất là anh em nên xem những cái web Nhật và xem những cái trang web mà thông tin nó thuộc về nó dạng như nó uy tín đó. Nó sẽ làm rõ ràng hơn cho anh em coi. Thì hàng giật này mình mua toàn là hàng mạng và đẹp không, đấu giá lô. Máy thì đẹp, ken mình cũng để nguyên zin này, cũng có chất xước rồi này kia thì mình cũng để về quay phim cho anh em coi được. Thì mình có sự thật thì mình nói sao mình nói vậy, nói sao nói vậy. Cái con này là cái con Panasonic MX3, thì nó cũng giống như là cái con MX5, thiết kế thì cũng vuông vắn nè. Bên đây có cái cây bút, nhưng mà đợt này thì người ta báo mình không có bút, mình cũng không có, mình cũng mua là không có bút, về mình cũng bán cho anh em không bút thôi. Bản lề gập là 360 độ luôn nè, lề gập 360 độ, biến hình thành robot luôn nè, biến hình thành robot rất là ok, vừa giải trí và vừa làm việc. Thì cái ngoại quan con này là ngoại quan con này anh em nhìn nè, biết nó thiết kế rất là ok và đủ cổng. Cái này là cổng nguồn, cổng này là cổng Vega, mỏ LAN, HDMI, USB 3.0, mic riêng, lỗ mic riêng và lỗ phone riêng, và cái cổng để điều khiển wireless chủ động. Cái công tắc á, này là cái nút nguồn, và các phím này là cái cổng để thẻ SD, cái nút volume, và nó có luôn cái ổ DVD. Thì cái máy này nếu mà mình dùng cho dân kỹ thuật á, anh em mà làm kỹ thuật á là rất là ok. Nó đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, thứ nhất là các cổng giao tiếp, các ổ đĩa chữ chứa dữ liệu, bộ nhớ hoài SD, và các tiêu chí về dù qua phone mic này kia anh em có thoải mái giao tiếp bên ngoài, lập trình bị xử lý đồ này kia, là có các cổng giao tiếp cơ bản hết và đầy đủ hết. Đó là cái ưu thế của Mana. Máy thì thiết kế chắc, con này nó nặng cũng khoảng tầm 1.3 kg, nặng và chắc lắm, vuông vắn đẹp. Đây, mình mở cái ngoại quan lên cho anh em coi. Đây, tuyệt vời. Mặt cái máy bằng phím nè, anh em nhìn nè, còn nguyên luôn. Chữ đồ này kia là không bay, không xước, không mòn luôn. Nó mình cảm nhận như là không, mình không hiểu tại sao mà cái đồ mà Nhật mà sản xuất từ năm 2014-15 tới bây giờ mà sao nó còn đẹp vậy, mình cũng không hiểu nổi luôn. Cái đó mình không hiểu nổi. Đây, cái này là tức là cái công nghệ của người Nhật thì kỹ thuật của người ta là ta đi trước mình là 50 năm rồi. Đó. Nhưng mà cái đồ của người ta so với mình bây giờ thì nó 2014 tới giờ là cho 6 năm 7 năm đi, thì anh em vẫn thấy cái độ mới, cái độ tinh tế của một món hàng nó còn nguyên si. Đó. May mắn của mình là mua được một lô hàng thanh lý nên nó còn đẹp như vậy. Đó, mình tiết lộ cho anh em biết như vậy. Đó, bàn phím đồ này kia nè, anh em thấy chưa, còn tinh tế nét luôn. Sôi máy là phải sôi vậy nè, nó mấy cái chỗ này nè, mấy chỗ nhựa nè, còn bóng nè, thấy không? Mấy cái nút nè, chuột này, hưởng cái nút chuột của mình là mình hay tiếp xúc, mình hay rờ rồi đây nó hay mòn đúng không, mà anh em nhìn thấy cái nút chuột này còn nguyên luôn, còn xin. Bàn phím mà mình bấm riết thì nó cũng mòn mấy cái chữ không, còn này không có đâu, cái này là cái bàn phím của nó còn nét luôn, rõ ràng mà cái máy nó còn cứng khừ à, nè, cứng khừ à, không? Đây, webcam, mic, rồi nó làm tuyệt vời, nước nhựa nè, đây có mấy nước nhựa nè, thấy không? Nhựa để gấp màn hình đó, mấy nước nhựa để giảm chấn màn hình nè, còn nguyên si luôn. Và mình cảm thấy là nó còn không có cái qua sử dụng nữa, đồng ý là máy cũ là nó có qua sử dụng,
nhưng mà mình cảm giác như là nó cái máy nó còn mới ken. Và mình thật sự mà nói là mình không có vệ sinh nha, mình không có vệ sinh một cái máy mà mình lấy ra mình lau chùi đường này kia đâu. Mình để vậy, mình thật lòng mình để vậy để mình quay phim cho anh em coi luôn. Thứ nhất là để mình khám phá cái kỹ thuật và cái công nghệ và cái cách mà người ta tiêu dùng đó. Thì anh em mà ví dụ mà có lao động ở nước Nhật hay là làm việc ở bên Nhật á, thì anh em cũng chia sẻ cho mình biết cái thông tin sao mà anh em xài ở bên đó mà thằng máy nó còn đẹp quá, mình cũng không biết nữa đó. Mà cái giờ xài nó cũng ít nữa đó. Thì cái đó anh em biết thì góp ý cho mình để mình cũng nâng cao thêm cái kiến thức của mình. Thì có dịp thì mình cũng đi qua, cũng sẽ đi qua bển, mình cũng sẽ tìm hiểu thử coi nó như thế nào. Mình chưa có cơ hội có cái duyên mới được đi luôn nè. Ở ngoài sao anh em thấy nó mặt mới ken nè, nó không hiểu luôn. Màn hình của nó là cái con này là 12.5 inch, màn hình em nó làm nè, thiết kế thì như là bằng luôn và cảm ứng luôn nha. Con này là nó chạy cảm ứng luôn. Mình mở máy lên mình test cho anh em coi nè. Hả? Mình mở lên cho khởi động thì lẹ lắm, vô nè. À, cho anh em coi cái thông tin và cái thông số của cái máy là Panasonic nè. Nó tuyệt vời. Nói vô rồi á. Rồi. Thì ở đây mình mở cái phần Roboty. Tại mấy bữa nay trời ở ngoài nó ồn quá nên mình vô trong nhà mình làm, quay video cho anh em xem. Với lại nó cũng đỡ chói hơn ở bên ngoài. Này, đây là chạy cái con chip i5 thế hệ 4, RAM là 4GB. Và nó hỗ trợ cảm ứng là 10 điểm, tức là cảm ứng đa điểm, nó siêu nhạy. 10 điểm là cảm ứng đa điểm là ngon rồi. Mình tắt thử cho anh em cảm ứng này. Quá nhạy luôn, tuyệt vời luôn. Và ở đây là nó dùng cái mình đang gắn cái ổ đĩa SSD 120GB. À, cái này mình cài Win mình chưa có mở rộng ra đó, để mình mở rộng ra cho anh em coi. Là lúc mình cài Win đó mình chưa có mở rộng. Rồi, mình mở cái thông số Device Manager cho anh em coi. Cái Device Manager ha. Rồi, mình mở cái Device Manager đây, mở sẵn đây luôn. Cái thiết bị ngoại vi của nó luôn. Thì con này nó cũng có đủ cái Bluetooth, webcam, anh em thấy nó kết nối quá trời bọt luôn, đủ thứ như này nè. Quá đã luôn, anh em về nghiên cứu và khám phá thêm. Mình nghĩ cái máy này thì nó sẽ dành cho dân kỹ thuật nhiều hơn là dân anh em dân phòng. Chị em nữ dân phòng thì nếu mà xài cái máy này cũng là đam mê, rất là đam mê công nghệ, cho nên là người ta mới sử dụng cái dòng máy này. Thì anh em chị nữ dân phòng thì cần một cái máy mạnh kết nối thì ít cổng thôi, chỉ cần mình nghĩ là một cổng HDMI là bắt đầu mình xài được rồi. Thì cái đó mình cũng có những cái mẫu máy khác ha, dành cho mấy bạn nữ. Rồi đây mình tắt đây anh em coi, nhạy tuyệt vời lắm. Rồi đó, mình tắt cảm ứng đó nè, cho anh em soi xem cái thông số cái màn hình. Dialog ha, yes. Anh em coi này. Rồi. Ngó sơ lại cái cấu hình này ha. Rồi. Thì 5 thế hệ 4, RAM 4GB. Đây. Cái chữ màn hình của nó là 1920 1080. Con này là chữ Full HD. Nó rõ lắm, cho nên là anh em cái con này hiển thị là ok. Màn hình Full HD chữ Nhật, cái tiêu chuẩn sản xuất của Nhật thì nó quá dữ dằn. Anh em mình không có bàn cãi về cái VC và cái VA của Nhật được. Tiêu chuẩn của người Nhật là quá dữ. À, anh em ngắm lại cái ngoại quan cũng như là bề ngoài, hình thức của một cái máy,
cái máy này mình cũng khuyến khích anh em dân kỹ thuật sử dụng, nó rất là tuyệt vời, dùng cho nhiều ứng dụng cho công việc, học tập và làm việc một cách bền bỉ và lâu dài. Nó sẽ là một cái laptop gắn bó với lại kỷ niệm và công việc của anh em, vì nó thật sự là nó rất bền rất bền. Mình dám cá với anh em là một cái laptop Panasonic với lại bốn cái bằng bốn sát một cái laptop khác, cái hiệu khác, hiệu phổ thông á, nên là mình xin lỗi là mình không có nói cái hiệu đó đây, thì anh em cái nói hiệu phổ thông là anh em tự biết cái hiệu đó là cái hiệu gì ha. Mình nhưng mà mình dám chấp anh em là một cái máy như thế này xài bốn sát cái laptop đó. Rồi, cảm ơn anh em đã xem cái video của mình, thì vui lòng đăng ký ủng hộ mình, thì mình sẽ cập nhật những cái video khác cho anh em xem, và những cái mẫu máy mới cho anh em nghiên cứu và khám phá thêm cái công nghệ mà sản xuất những cái dòng máy của người Nhật như thế này. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em. Xin chào.